Mình là Trung Văn Mau ở Hậu Giang, năm nay sinh năm 1979. Rồi giờ hiện nay anh đang làm gì? Hôm nay đang làm công ty xây dựng ở quận 7. Bây giờ anh ở quận 7 với ai? Ở với sếp với anh em bằng chung. Mời nhà gái. Xin mời nhà gái nè. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Phùng Thị Thu, năm nay mình 40 tuổi. Công việc của mình buôn bán tự do. Mình đến từ Hưng Yên và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thu ở quận mấy Thu? Dạ em ở Thủ Đức anh ạ. Em buôn bán tự do thôi anh. Dạ em vừa bán ở nhà vừa bán ở chợ ạ. Bán mặt hàng nào chị? Mình cung cấp thực phẩm ở chợ. À dạ. Chị Thu là có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của mình thì khá là nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ. Còn khuyết điểm lớn nhất của mình là hơi nóng tính. Buôn bán mà. Đúng. Buôn bán thì hay cái gì cũng phải nhanh 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 nhanh, cho nên là thành ra là nóng tính. Ưu điểm khuyết điểm của anh Mau là gì? Luôn đặt công việc là hàng đầu, làm rất uy tín. Ví dụ như giao cho em công việc đó là em phải hoàn thành. Anh tên Mau mà nói hơi chậm chút. Anh tên Mau mà nói hơi chậm chút. Dạ anh có thể nói rõ ràng, rành mạch cho nhà gái nghe được không? Khuyết điểm là gì? Điểm như là nói chậm, dễ tin người với mà đi đường, đường đi một lần là không nhớ. Ở tôi đi năm sáu lần là không nhớ. Cái đó không sao cả. Bây giờ mình có Google rồi. Có nhậu nhẹt không? Không, ít à. Chỉ có hút thuốc thôi, ngoài ra mấy chuyện khác là không dính chuyện gì. Hút thuốc ngày mấy gói? Ngày đêm gói. Ngày gói? Ngày đêm. Ngày đêm là gói. Trời. Đêm hút luôn đó. Đang ngủ. Sao đêm anh không ngủ mà anh hút thuốc gì vậy? Ngủ hết được nhiều lắm, 3-4 tiếng, 5-6 tiếng vậy đó hả? Sao vậy, anh bị mất ngủ hay sao? Dành thời gian để hút thuốc. Thấy cảm thấy buồn thì không có ngủ được nhiều. Không, chắc là anh không có niềm vui đó. Giờ có niềm vui thì chắc là ok thôi. Mà có, bỏ bớt thuốc đi. Nói chung là 3 năm nay là hầu như chưa thấy được vui vui được ngày nào mà thấy. Sao nỗi buồn nó dây quanh anh dữ vậy? Đôi khi đi làm chỉ uống nước ngọt thôi, không ăn được. Không ăn được luôn hả? Còn thời gian gần đây mới ăn để đỡ được. Thấy hình thể là hiểu rồi. Anh bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình. Cụ thể nó như thế nào? Mối tình dài nhất là bao nhiêu lâu? 18 năm 11 tháng. Gì 18 năm 11 tháng là sao? Anh nhớ chính xác luôn. Trời đất. Dã man thiệt. Sự kiện gì vậy? Là như hai chồng sống nhau mới lâu đó thì cái đi Sài Gòn làm cái có vợ, cái vợ có vấn đề cái... Trời ơi, vậy là anh có vợ rồi hả? Anh đã kết hôn rồi. Anh có con chưa? Có một đứa con chung 6 tuổi. Lúc mà ra tòa thì vợ giao con bên đây rồi, không biết nghĩ sao đó, giờ xin nuôi lại tiếp. Hèn chi 3 năm nay không hút thuốc không. Giờ mới thấy thân phận làm ông 7 nổi 3 chìm 9 lên đơn. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Tôi đồng cảm với số phận đàn ông á mà. Đồng cảm nhưng mà ngược đời quá à. Đừng buồn nữa, nghe. Bây giờ mình sắp sửa có một cái cuộc sống mới với lại một cái người phụ nữ mới. Hy vọng là cái người phụ nữ này sẽ giúp cho anh lấy lại được giấc ngủ nè, giúp cho anh bớt buồn nè, giúp cho anh bớt hút thuốc nha. Chào anh gái. Dạ chào anh. Câu chuyện bên kia nó buồn. Đường tình duyên mình sao nè? Dạ, tình trường em thì em chỉ có một mối tình duy nhất với ông xã của em. Nhớ kỹ không? Ngày tháng năm không? Không, em không có nhớ kỹ vậy. Tại vì cuộc sống nó nan nọn quá, em quên luôn rồi. Đúng rồi. Cuộc sống tất bật vô sinh mà ông kia không nhớ được hay thiệt. Chị có con không? Và con chị đang ở với ai? Em thì có hai bé. Một bé lớn năm nay 19, bé nhỏ 16 rồi. Lớn rồi đó. Dạ. Ở với ai? Dạ, hai bé đều ở với em hết. Hai chồng chia tay lâu chưa? Không, ông xã em mất 11 năm rồi. Ôi. Mấy tháng mấy ngày rồi ha? Vừa tròn 11 năm 1 tháng. 11 năm 1 tháng. Thấy phụ nữ không mọi người, cái ngày hạnh phúc họ mới nhớ cụ thể, nhưng mà cái ngày mất, cái ngày xa nhau, cái những cái ngày buồn là họ nhớ rất là chính xác. Vậy là ông xã mất lúc mà chị gái là còn trẻ, cũng mới có lúc em mới 29. Mình nuôi con tới giờ luôn đó hả?
Thấy hai thằng con trai cho nên thôi cũng cố ở vậy nuôi cho các cháu nó trưởng thành. Rồi, thôi một sự hy sinh của người phụ nữ thì đối tượng để mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này như thế nào? Em chỉ cần trước mắt là gặp nhau có một chút cảm tình, cũng biết san sẻ, chia sẻ công việc và chăm lo các con. Điều quan trọng nhất là phải thương yêu em thật lòng. Ngoại hình gì có... Ngoại hình thì nói chung là cao hơn em là ổn. Anh mỏng lắm. Màn hình led nó hơi mỏng. Chắc lươi tốn cơm hả? Chắc lươi tốn cơm hả? Dạ đúng rồi, chị mà về mà chị vỗ béo là hơi tốn ấy. Không thích cái tật xấu gì của đàn ông? Em thì đàn ông thì nói chung là không ai được hoàn hảo. Nhưng mà em không thích đàn ông là thứ nhất là cờ bạc, thứ hai là hút thuốc. Chết rồi. Chết rồi. Chết ông anh tôi rồi. Ngày đêm gói. Có cờ bạc không? Không anh. Hút thuốc có không? Có. Đêm ngày gói đúng không? Dạ đúng. Bỏ được không? Được. Anh khỏe không? Khỏe đấy. Ba năm nay có ăn được gì đâu mà hỏi khỏe không? Lo lắm. Hai bên nãy giờ mình nghe hết rồi ha. Thôi bây giờ mình gặp người thân. Đúng rồi. Chị gái đi với ai? Hôm nay mình đi với cả chị gái, em gái và hai đứa con. Trời ơi, hai đẹp trai ta. Mẹ tụi con số 1 luôn. Đại diện gia đình đây. Dạ, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Từ bấy giờ chúng em ở dưới thì thấy hai bên chia sẻ những cái cuộc sống trong những cái câu chuyện trong cuộc sống á, thì từ bấy chúng em cũng rất là đồng cảm với cả bạn ở bên này. Em cũng mong rằng là hai bên cho nhau cơ hội để mình có thể là tiến xa nữa, hoặc là mình cũng chỉ là dừng vào cái mức là tình bạn. Em thấy bên nhà trai thì cũng thấy hơi nhút nhát mà thì thôi thì cố gắng. Sao tụi con thấy chú làm sao nè? Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Ngọc Lan. Chú nói chung là chú cũng hiền, chú hợp tiêu chí con, tại vì con không thích ai về nhà chửi con, mắng con lắm. Còn con ngoan không? Nói chung là mấy năm nay thì mẹ con nói chung là cũng tâm lý, cũng không mắng nhiều, nên là con cũng hơi quen với lại cảm giác đấy. Giờ mà có người mắng nhiều nó cũng hơi khó chịu một tí. Hey, chú gặp con mà chú không phanh tay nữa con. Cái này là tụi con cũng lớn rồi, mẹ con vậy là số 1 rồi đó. Cũng kiếm cho mẹ người để tâm sự ha con ha. Dạ vâng ạ. Được dạ. Không? Dạ dạ được ạ. Con đồng ý. Dạ vâng, con đồng ý. Mẹ con vui là được. Thôi mình mở rào đi. Cho hai người gặp mặt đi. Mở rào. Mạnh dạng lên nào. Coi chừng xíu. Dạ em cảm ơn. Em có chút quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn. Dạ. Cho anh hỏi chứ em nói ở chỗ hiện tại em ở là chỗ kêu bằng. Dạ em đang ở dưới Thủ Đức ạ. Em ở gần chùa Ưu Đàm. Chị Thủ Đức không? Thủ Đức có phải gần cầu Súng Củ gì không? Phải. Dạ không, em ở ngay cầu Bình Triệu thôi. Anh biết cầu Sài Gòn không? Đi lần không nhớ. Chắc không nhớ gì đâu, mà cũng không biết thì đâu nhớ. Ở đâu ở con chỗ đúng không? Đúng. Trước đó thì cũng 4 năm mà đi chợ được 3 lần rồi. Ở 4 năm đi chợ 3 lần người ăn ở đâu? Bà xã đi mua rồi. Anh giặt rũ quần áo đúng không? Gia đình thì làm tạm tạm được, còn ở ngoài thì giao gì làm được nữa. Nhỏ nhỏ chứ có vỏ. Hít đất nổi không? Thôi 3 năm ta không ăn rồi đừng kêu ta hít đất. Đừng làm này được không anh? Không nổi ra khỏi đi ha. Nói thôi chứ. Bây giờ nhà mình đang làm công việc gì? Kinh doanh tự do. Buôn bán. Buôn bán, đúng rồi, em cung cấp thực phẩm các thứ. Tính toán là được không? Tính thì hơi dở chứ buôn bán. Chứ chạy xe máy giao hàng này kia được dạ không? Dạ thôi ạ, à, đi một lần không nhớ đường thì thôi ạ. À. Thôi ạ, à, giao tới chừng... Đi một lần chưa nhớ đường nhưng đi nhiều lần sẽ dạ, nhớ. Dạ không ạ, à, hàng người ta cần đi gấp, giao gấp ạ, à, thực phẩm ạ. À. Giao, một người bán một người giao là được rồi, từ từ quen thôi. Tiến tới xa hơn, em về sống có quen được không? Bây giờ em cũng chia sẻ với anh như thế này. Em thì không có quan trọng là người quê ở đâu, nhưng mà em quan trọng nhất là phải sinh sống và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì em không thể nào về quê theo anh được. Rồi anh có giờ... theo em được thì ok. Đó. Bây giờ về quê làm gì nè, anh nói coi. Cha với mẹ thì ví dụ như lập gia đình thì sẽ cắt nhà liền. Ba mẹ làm gì?
làm ruộng chăn nuôi. Bây giờ thí dụ giờ mình ở đây mình phụ chị bán kiếm tiền, người ta có cơ sở ở đây rồi, nói như chị vậy theo em thì được. Thương một tình yêu đủ lớn thì có thể được. Ờ, anh tiến tới anh nắm tay chị đứng lên cái coi. Đó. Cho anh nắm tay em. Không phải bắt tay, nắm hai tay. Ôi. Sao anh? Nắm tay của anh. Nhẹ nhàng thôi nha. Rồi. Anh có biết ca hát gì không? Chắc một chút đi. Thì thôi anh nhân tiện đây anh hát tặng em và cả chương trình bài hát nào đó đi. Ca cổ liền khúc đi. Rồi. Anh hứa với em khi chúng mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh ghé thêm đượm thêm nồng. Buổi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ, trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Nhưng em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dối mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Cũng ngọt ngào chứ ha, cũng ngọt ngào đó. Bây giờ chị gái đối đáp lại đi. Em tặng anh bài thơ đi, tặng anh và cả chương trình bài thơ Tùng và Cúc. Anh mạnh mẽ như Tùng, em mong manh Cúc dại. Cúc lép vào Tùng khoe sắc vàng con gái, Tùng vươn cao những tán xanh vững chãi, mong chở che Cúc khỏi nắng gắt mưa dầm. Có thể là trăm năm, có thể chỉ là tháng chốc, có thể không duyên tơ tóc, có thể chút lợ muộn màng. Cảm ơn đường đời thanh thang đã cho chúng mình gặp gỡ, cảm ơn nụ cười rạng rỡ những ngày còn ở bên nhau. Xin hết. Hay quá. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Tuổi này là cần phải mạnh mẽ hơn nữa để đối mặt với tất cả những điều đó. Mình hãy để tay vào nút bấm đi và đưa ra quyết định cuối cùng. Nãy giờ mình có thể đùa vui để mình quên đi một cái câu chuyện buồn đã trôi qua, nhưng bây giờ mình hãy lắng lòng mình lại. Nếu thấy đây là cơ hội mình có thể chia sẻ với nhau để có một người bạn tri kỷ, tri âm cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chị không bấm. Thật ra Linh cũng biết điều đó ngay từ đầu rồi, nhưng mà Linh vẫn trong lòng ước gì, mong rằng. Nhưng thực sự nó đã diễn ra đúng như những gì mình suy nghĩ. Sẽ có người bấm nút cho chị, cũng sẽ có người bấm nút cho anh ấy. Đừng lo, nửa mảnh ghép còn lại nó ở đâu đó trong cuộc sống này. Đến lúc nào đó nó sẽ ghép đúng vào chính chúng ta. Chúc anh chị sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Em tên là Nguyễn Đình Kim, sinh năm 88, năm nay 35 tuổi ạ. Kim quê ở đâu? Dạ em ở Phú Yên. Kim làm gì Kim? Dạ em dạy học ạ. Em dạy về dạy đàn, về hát cho mấy bạn thiếu nhi. Dạy hát hả? Dạ. Vậy là bạn học âm nhạc ra hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời mời dạy gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Em tên là Phạm Thị Diễm Tuyết. Em năm nay 32 tuổi. Hiện tại em làm công việc ở quận 8, Hồ Chí Minh. Mình làm công việc gì cơ? Dạ em làm kế toán chị. Rồi Tuyết có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ em nấu ăn cũng giỏi, ổn, hơi gọn gàng, hơi sạch sẽ xíu thôi. Dạ khuyết điểm của em là em bị mù tịt đường đó chị. Là em định hướng không có rõ, đúng không chị? Không sao, em giờ nó có Google rồi. Đúng rồi. Không vấn đề gì hết. Anh trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm là chắc là biết làm được mọi việc lặt vặt, biết chơi nhạc cụ rồi yêu thích động vật, với lại rất là thích con nít. Bây giờ em nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi Kim. Em thì có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ, ngày xưa thì sinh viên năm 2 thì quen một bạn được 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen được 7 năm. 7 năm? Dạ.
Trời ơi, hai mối tình là 10 năm. Dạ. Chứ mối tình 7 năm đó sao mà chia tay vậy Kim? Cái quan điểm của em á, thì sống làm sao mà không phải chỉ riêng mình là thôi. Còn xung quanh còn mọi người, xung quanh người thân nữa, biết chia sẻ cho mọi người. Nhưng cái quan điểm nó không có, nó không nhấn được, cho nên là thôi. Trời ơi, mối tình dài quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi, nhà đó là trích ngang đường tình duyên của nhà trai đó. Nhà gái đã nghe rồi. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi cưng? Trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên của em là khoảng hơn 1 năm, gần 2 năm. Còn dạ, mối tình gần đây nhất là của em là khoảng 4 năm chị. Em chia tay cũng được 4 năm nay rồi. Trời ơi. Dạ. Tại vì quan điểm của hai em và bạn đó không có tương đồng với nhau. Em thì hướng ngoại, còn ảnh thì hướng nội. Nên có xảy ra một tí xíu mâu thuẫn rồi. Lúc đó em cũng lo công việc á, tạm dừng chia tay tính bây giờ luôn. Rồi vậy bây giờ em nói luôn về cái tiêu chí bạn trai của mình đi. Cao hơn em một xíu. Tại vì em cảm giác mấy bạn nam hơi cao một xíu, em được bảo vệ. Rồi để em chị Lan qua quá coi mà, đúng không? Dạ em cao 1m62. 62 ha. Có thể chào hơn. Chàng trai. Dạ. Trời ơi đẹp trai quá. Cao mét nhiêu cưng? Chắc tầm khoảng 69-70. Rồi được. Cao hơn 63. Có cao hơn rồi. 62 rồi. Rồi em muốn gì nữa? Em muốn cái gì ở người bạn trai nữa? Biết lo làm ăn, phụ em chuyện gia đình. Em không thích bạn nam gia trưởng, không quan tâm em. Dạ, em không biết bạn nam bệnh có hút thuốc hay em không thích không? Dạ, không thích. Không thích hút thuốc, có hút thuốc không cưng? Không hút thuốc, có nhậu không? Không bia luôn chị, không rượu. Không uống rượu bia luôn hả? Trời ơi. Chỉ uống được nửa lon. Người là... gì mà sạch sẽ quá vậy? Đã quá cần câu rồi. Ta chỉ có đàn hát thôi. Còn với em thì sao? Em mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Bạn gái thì dễ nhìn tí, vui vẻ nói nhiều. Chứ em thì ít nói lắm. Em muốn một người nói nhiều để cho sau này cái mối quan hệ nó vui vẻ. Bạn sống tình cảm một tí. Thí dụ đối đãi với lại gia đình hai bên, ba mẹ đều hiếu thảo được rồi. Chị nghĩ là những điều đó bạn gái có hết. Tại vì bạn cũng đã trải qua hai cái mối tình cũng rất là sâu sắc. Yeah. Cho nên bạn đủ cái kinh nghiệm để đối xử với là người lớn. Bây giờ mình hỏi về người thân đi. Rồi. Để cho nó rõ hơn. Đúng em rồi. Đi với ai? Em đi một mình em. Rồi có chú Quyền Linh lo. Yên tâm. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với anh em. Dạ con chào cô. Cô thấy nhà trai thì sao nè? Thấy cháu bên này thì cũng hiền, cũng được, thì cũng hợp. Thấy đẹp trai không cô? Đẹp trai, đẹp trai thua Quyền Linh. Đẹp trai thua Quyền Linh. Đẹp trai thua Quyền Linh. Mình có năng lượng để mình quay chưa? Mình có năng lượng quay chưa? Quay hoài luôn đi. Lỗ mũi nở quá rồi. Lỗ mũi nở quá rồi. Đó. Rồi, dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, cảm bây ơn. Bây giờ mình coi hai đứa nó gặp mặt nó nói chuyện coi sao hả cô ha? Dạ. Rồi, à, mở rào. Cỡ ha. Bắt đầu đi em. Cô gái Vĩnh Long xinh xắn ha, dễ thương, chàng trai Vũng Tàu cũng đẹp trai phong độ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Đây em gửi anh. Rồi, cảm ơn. Ngoài cái món quà này thì anh có xin được phép cô, con xin được phép hát tặng cho bạn nữ một bài hát. Mời cô với hai MC với các bạn. Rồi anh xin hát gửi tặng em một bài Mãi Mãi Bên Nhau ha. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, cho nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ đường say đôi. Sống cả nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta dần hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra đua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chất chế cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Bây giờ em có thể
thể đàn cho em gái Vĩnh Long hát được không? Dạ được. Dạ, em biết hát bài Công Chúa Bung Bóng, nhưng mà em xin phép hát một đoạn nhỏ thôi nha. Rồi. Dạ. Càng đàn nàng hát. Đứng gần gần nhau nào cho nghe dễ nghe nào. Ngày xưa rất xưa anh có một nàng công chúa hồng nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Em quên lời mất tiêu. Em xin lỗi. Không sao. À, đâu phải là nghề mình đâu rồi sợ em. Mai mốt về á, chàng trai tập cho cô gái hát ha. Chị nghiêm túc nói với em, nếu ngày hôm nay em không bấm là chị hốt. Nếu ngày hôm nay em không bấm là chị hốt. Trời, tôi trả sân khấu cho hai bạn, tôi cũng không mồi cho hai bạn nữa. Hai bạn muốn làm gì thì làm, không bấm là biết chết chị gì. Không bấm là biết chết chị gì. Mà mối bị kỳ. Thôi cho em phải giành lại quá. Gu gu gu, mai gu, mai gu. Người ta chưa gì chơi mới muốn giành mối rồi. Mời bà ngồi im. Rồi hai người ngồi vị trí. Tôi kìm mà mối này cho. Em ơi, bên đó không bấm thì để chị bấm. Bởi các bạn ở xa nhau đó, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người Vũng Tàu đó. Trước mắt thì chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau thôi. Mình hẹn lịch trước rồi mới có thể anh ở dưới anh lên. Dạ. Có tính với nhau là một tuần gặp nhau bao nhiêu ngày không? Chắc là khó. Tại vì ở dưới đó chị, em đi làm suốt. Em dạy ở trung tâm rồi đi dạy ở các cái trường đó, với lại mấy trường mấy bạn nít nhỏ nhỏ, em không thể bỏ lớp đi được. Thứ bảy chủ nhật thì sao cơ? Thứ bảy chủ nhật thì có thể trong hè thì em sẽ rảnh, còn qua hè thì thứ bảy chủ nhật thì em lại dạy nhiều. Tại vì thật ra chị thấy là Sài Gòn với Vũng Tàu nó không có xa. Dạ. Nên nếu mà cố gắng mỗi tuần chúng ta gặp được nhau thì nó sẽ bền hơn trong một cái mối quan hệ, và nó sẽ giúp cho tụi em hiểu nhau được nhanh hơn. Nên là bây giờ nè, nhà trai thì hơi khó khăn một chút xíu trong công việc, bởi vì đó là công việc giảng dạy. Và đặc biệt bạn này rất là thích trẻ con. Thì với công việc của em thì như thế nào? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn thì em nghĩ là khoảng cách không phải là vấn đề với em. Mình vẫn có thể chủ động được mà, phải không em? Dạ được chị. Bây giờ em trai bước tới em gái đi. Nào, bước tới. Em gái đứng lên. Hai bạn nắm tay nhau nào. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh mong muốn thì có một người cùng với anh đi đến cái phần đường còn lại. Được như vậy thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm mọi thứ để giữ mối quan hệ này. Lúc đầu á, em nghĩ là em là người hiền, nhưng mà lần đầu gặp anh, lần đầu tiên em thấy anh còn hiền hơn em. Em hy vọng là sau này hai người hiền sẽ gặp nhau. Rồi, về vị trí đi các bạn. Những cái gì chúng ta nói đó là lịch sử tình yêu không thể xóa được. Nếu mình cảm nhận đây đúng là một nửa yêu thương mà mình cần tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì bấm ngay cái nút đó. Mà bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.